Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo nắng nóng màu cam, tức là chỉ cách cấp cao nhất một bậc trong bốn màu cảnh báo ở nước này. Hàng chục triệu người dân tại những vùng nắng nóng được khuyến cáo là ở trong nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe. Thế nhưng lại khiến cho lượng tiêu thụ điện đạt kỷ lục ở nước này. Tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, miền đông nước này ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 41 độ C. Các khu vực có cảnh báo đỏ, mức cảnh báo nắng nóng cao nhất, hầu hết tập trung tại khu vực phía Đông Nam và Tây Bắc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ra ngoài, không nên tham gia các hoạt động ngoài trời. Người lao động ngoài trời phải nghỉ ngơi thường xuyên. Từ đầu tháng này, Thượng Hải đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất hơn 100 năm qua với 40,9 độ. Các tỉnh thành có bãi biển, những nơi có núi cao mát mẻ đang thu hút đông đảo du khách. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài này còn ảnh hưởng xấu đến mùa màng, cháy rừng ở các tỉnh thành dọc sông Trường Giang. Ngành chức năng cũng triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt, như đẩy mạnh cho các công ty khai thác than vay vốn để tăng sản lượng cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm. Nhiều địa phương đã có nhiều ngày phụ tải điện lên mức cao kỷ lục. Đây là một trong những năm hiếm hoi mà nắng nóng đến sớm và kéo dài. Theo nhận định của ngành chức năng, cơn ác mộng thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt năm nay sẽ đỡ gay gắt hơn năm ngoái. Bởi nước này đã chuẩn bị nhiều nguồn lực từ sớm, cũng như do Covid nên nhu cầu điện cho sản xuất cũng không quá cao. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.